Chiều ngày 21 tháng 9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ bà Lê Thị Tâm, 30 tuổi, trú tại xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng Hóa. Người phụ nữ này đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Tâm có tiền sử bị bệnh tâm thần, đã khám và điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian từ năm 2012 đến 2014, bà Tâm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nga Sơn Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi người phụ nữ này được đưa đi giám định pháp y về tâm thần đều cho kết quả không đủ mức năng lực hành vi, vụ án được đình chỉ điều tra và nghi phạm được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Nhưng từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2021, vừa qua, bà Tâm lại liên tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn huyện Hoàng Hóa và thành phố Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Người phụ nữ này lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình, rồi lừa bán đất cho nhiều người dân để chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Tâm còn nhận 400 triệu đồng của anh VVC, 32 tuổi, ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, để bán ô tô, nhưng sau đó lại bán xe cho người khác và không trả lại tiền cho anh C. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, ai là nạn nhân của bà Lê Thị Tâm thì gửi đơn hoặc báo với cơ quan công an để được giải quyết. 15.